Băng Châu xin thân ái kính chào tới ngộ đến quý khán giả của đài CBN trên băng tầng 14.5. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi tối của đài với một số tin vừa được cập nhật như sau. Các nhà lập pháp Iran tuyên bố trả thù lên Hoa Kỳ và Israel. Thị trưởng Houston đe dọa sẽ đóng cửa các quán rượu. Thuyền trưởng tàu du lịch bị kết tội ngộ sát trong vụ cháy tàu khiến 31 người đã chết. Việt Nam thực hiện 5 hình thức cách ly. Chương trình được bảo trợ bởi Phòng mạch vật lý trị liệu và chỉnh hình Alliance Rehab. Để lấy hẹn xin gọi 714-968-8700, 714-968-8700. Royal Red Reishi, món quà từ tạo hóa, tinh túy từ thiên nhiên. 714-316-5999 và 888-414-5678. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết các nhà lập pháp Iran tuyên bố trả thù lên Hoa Kỳ và Israel. Các nhà lập pháp trong Quốc hội Iran vào ngày thứ Ba 1 tháng 12 đã cam kết sẽ trả thù lên Hoa Kỳ và Israel sau khi chính thức thông qua dự luật yêu cầu chính phủ tăng cường hoạt động tinh chế chất uranium. Dự luật này cho phép các chuyên gia tinh chế uranium ở mức độ gần bằng với việc chế tạo vũ khí nguyên tử, đi ngược lại với thỏa thuận được ký kết với nhóm cường quốc P5+1 vào năm 2015. Phát ngôn nhân chính phủ nói rằng quyết định vừa nêu trên được đưa ra nhằm để đáp trả lại vụ ám sát khoa học gia Mohsen Fakhrizadeh, người mà các quốc gia Tây phương xem là đầu não của chương trình phát triển vũ khí nguyên tử tại Iran. Kính thưa quý vị, thủ đô Madrid của Tây Ban Nha khánh thành bệnh viện mới. Giới chức trách thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào ngày thứ Ba 1 tháng 12 đã khánh thành bệnh viện mới trị giá lên đến 100 triệu euro nhằm để chữa trị riêng cho các bệnh nhân bị lây nhiễm coronavirus, bất chấp việc nơi này đang bị thiếu hụt nhân viên. Kinh phí xây dựng bệnh viện được cho là cao gấp 2 lần so với dự tính trước đây. Ngay khi đặt chân tới lễ khánh thành bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng Dân cư Madrid Isabel Díaz Ayuso đã được hàng chục nhân viên y tế ra chào đón. Nhà thương mới đồng thời được đặt tên là Isabel Zendo nhằm để vinh danh nữ y tá đứng đầu chiến dịch chủng ngừa vaccine hồi thế kỷ thứ 19. Quá trình xây dựng chỉ mất 3 tháng ngay bên cạnh phi trường. Trong số 1.056 giường bệnh, 48 chiếc giường sẽ được đặt trong phòng ICU. Nơi này hiện cần tới 669 y tá và bác sĩ. Nhìn chung trên toàn quốc, tại Tây Ban Nha đã có 1.6 triệu người xét nghiệm dương tính với COVID-19. Kính thưa quý vị, Cambodia đóng cửa các trường tư thục và viện bảo tàng. Nhiều cơ sở tại Cambodia, điển hình như trường tư thục và viện bảo tàng vào ngày thứ Ba đã đồng loạt đóng cửa, sau khi chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài suốt 2 tuần nhằm để kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19. Một khách sạn ở thủ đô Phnom Penh theo dự trù cũng sẽ ngừng hoạt động sau khi vợ của một giám đốc nhà tù xét nghiệm dương tính với coronavirus hồi thứ Bảy 28 tháng 11 trong tuần qua. Qua thông điệp thâu sẵn gửi tới các vị thống đốc tỉnh Phnom Penh và Siem Reap, Thủ tướng Hun Sen cũng yêu cầu cấm tất cả những sự kiện có trên 20 người tham dự trong vòng 15 ngày tới đây. Tính đến tận thời điểm hiện tại, ở Cambodia có khoảng 326 người bị lây nhiễm nhưng không có ai qua đời. Chính sách mở cửa biên giới có hiệu lực tại Australia. Kính thưa quý vị, tiểu bang Queensland của Australia vào ngày thứ Ba 1 tháng 12 đã dỡ bỏ chính sách phong tỏa biên giới lần đầu tiên trong vòng 8 tháng để các gia đình có cơ hội đoàn tụ với nhau. Quyết định này ngoài ra còn nhằm mục đích vực dậy nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa kéo dài suốt thời gian qua. Lệnh mới cho phép tất cả cư dân tiểu bang New South Wales tự do du lịch sang Victoria và Queensland. Các trạm kiểm soát an ninh tọa lạc trên xa lộ nối liền giữa Queensland và New South Wales nay đã được dỡ bỏ, trong khi các chuyến bay thì đã lần lượt hạ cánh
lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Thống đốc tiểu bang Victoria từ tháng trước đã tuyên bố nới lỏng lệnh cấm do không có bất kỳ một ai bị lây nhiễm coronavirus trong suốt nhiều ngày. Tiểu bang Tasmania cũng đã bắt đầu đón tiếp du khách đến từ Queensland. Kính thưa quý vị, vaccine Sputnik V của Nga đã có mặt tại Ấn Độ. Công ty dược phẩm Dr. Reddy của Ấn Độ cùng quỹ đầu tư IDIF của Nga vào ngày thứ 31 tháng 11 đã chính thức bắt đầu tiến trình thử nghiệm vaccine Sputnik V trên toàn quốc với hy vọng mau sớm tìm ra giải pháp ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Sau khi nhận được dự chấp thuận từ phía cơ quan kiểm soát của chính phủ, công ty Dr. Reddy sẽ cho thử thuốc trong giai đoạn thứ 2 và thứ 3, tức là thử trên con người. Một đoạn video do đài truyền hình cung cấp đã cho thấy cảnh tượng vaccine được đưa thẳng tới thủ đô New Delhi từ Moscow. Không chỉ có Ấn Độ, nhiều quốc gia Nam Mỹ và Israel cũng muốn sở hữu vaccine Sputnik. Mặc dù chưa hoàn tất tiến trình thử thuốc, nhưng Nga đã cam kết vaccine của họ có hiệu lực tới 95%. Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ xem xét lại lệnh trừng phạt áp đặt lên Venezuela. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày thứ 31 tháng 12 đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ hãy dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt nhằm mục tiêu vào Venezuela vì chính sách này đang gián tiếp gây ảnh hưởng tới một công ty do Bắc Kinh điều hộp. Trong giọng điệu thách thức, Trung Quốc còn cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ quyền lợi quốc gia. Trước đó một ngày, công ty xuất nhập cảng các mặt hàng điện tử CEIEC của Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vì đứng ra hỗ trợ cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới chỉ đang công nhận lãnh đạo đảng đối lập Venezuela ông Juan Guaido là tổng thống mà thôi. Một bản báo cáo do Liên Hiệp Quốc phát hành cho thấy chính phủ của ông Maduro đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Xin quý vị đừng rời màn hình của đài CBN trên băng tầng 14.5. Sau một vài thông tin ngắn gọn bảo trợ cho đài Băng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ.